Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ. Tập 208. Chương 2071, một bước. Ma anh, không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa, Chu Văn nhìn Đại Ma Vương nói. Đại Ma Vương không để ý đến Chu Văn, mặc dù một nửa là ma anh, nhưng một nửa là Đại Ma Vương. Đánh vào mặt đế đại nhân, đó là ma anh đang phẫn nộ, còn không nghe theo lời của Chu Văn, lại là Đại Ma Vương kiêu ngạo. Đúng vậy, kiêu ngạo, bởi vì quá kiêu ngạo, cho nên nàng không ngăn cản đế đại nhân bước thêm một bước, chỉ đứng một bên quan sát. Chiến hạm hàng không và con thuyền cổ đại lướt qua giữa biển và trời, có chiếc máy bay chiến đấu cổ đi ngang qua và đâm thẳng vào tòa nhà. Những tòa cao ốc đều sụp đổ, nhưng nó không va vào cá con phố bên cạnh, bởi vì những nơi đó đã biến thành một nơi hoang vu, khủng long thì hoảng loạn bay trên những đống phế tích. Toàn bộ thành Lạc Dương đột nhiên bay lên, phía dưới thành Lạc Dương lại xuất hiện một tòa thành cổ xưa. Hơn nữa còn đang không ngừng nhô cao, một tòa thành cổ lại vụt lên từ mặt đất. Đó chính là những tòa thành cổ đã bị phá hủy từ rất lâu. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở thành phố cổ xưa Quy Đức, thành chồng lên thành, dưới thành có thành, giống như những tòa nhà chọc trời. Trong thành lại có đủ các người của các thời kỳ khác nhau, họ mặc những trang phục ở thời kỳ của mình, tạo nên một cảnh tượng rất hỗn loạn, không thể nói nên lời khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một bước này, ta phải đợi quá lâu. Đế đại nhân chậm rãi đi về phía Đại Ma Vương. Bước đi này, núi sông ở các không gian khác nhau đều bị đảo ngược, rất nhiều các lĩnh vực bị sụp đổ. Những chủng tộc bị diệt vong, bây giờ lại được hồi sinh. Một vị thần như thần mặt trời lại bước ra từ bầu trời, mỉm cười và đi xuống núi làm cho mặt trời không bao giờ lặn. Những tộc nhân của thần mặt trời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chạy đến quỳ xuống trước mặt thần mặt trời, cùng tung hô hắn là vua. Lại thêm một vị tiên thiên đế quân đã mất từ rất lâu bước ra, 13 vị tiên thiên đế quân nhìn thấy tiên thiên cho, đế quân đại nhân. Tội tiên thiên đồng thanh, có người vui đến phát khóc. Nhưng trong nháy mắt, những vị thần đó đã hóa thành bụi trần, tan vào trong trời đất. Một bước này, vũ trụ đã thay đổi. Chát. Vừa mới bước được một bước, Đại Ma Vương lại đứng trước mặt đế đại nhân, một lần nữa lại bị một bàn tay tát thẳng vào mặt. Này còn ra thể thống gì, đáng tiếc vẫn là quá yếu, có cần cho ngươi thêm một chút dũng khí không? Đại Ma Vương nhìn đế đại nhân lạnh nhạt nói, đây chính là những gì mà đế đại nhân nói với Chu Văn. Đế đại nhân bị cái tát của Đại Ma Vương làm cho choáng váng, nàng đã bước thêm một bước, đạt đến vũ trụ cấp thật sự, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi cái tát của Đại Ma Vương. Nhiều năm chuẩn bị như vậy, nhiều năm tính toán kỹ càng như vậy, lại bị một tát này, dường như nàng chỉ là một trò đùa. Đế đại nhân tự nguyện ở lại Kỳ Tử Sơn, mặc dù là vì giữ lời hứa, thế nhưng trong những năm tháng ở đây nàng vẫn luôn chăm chỉ tu luyện. Kỳ Tử Sơn rất gần với cốt lõi của địa cầu, mà địa cầu chính là nơi cấm địa thời cổ, có rất nhiều áp chế. Đã qua nhiều năm như vậy, nàng đã tu luyện, đã mạnh mẽ hơn trước đây. Một lời nói có thể đảo ngược được thời gian, một lời nói có thể đảo ngược sinh tử, một lời có thể tạo ra mọi thứ từ hư vô. Nàng không bước thêm một bước, chẳng qua là vì đang đợi Đại Ma Vương xuất hiện, chờ đợi một trận chiến cuối cùng, chờ đợi thời khắc huy hoàng và vinh quang nhất. Nàng muốn đạp lên Đại Ma Vương để đăng cơ làm vua vũ trụ, đây mới thực sự là vua, mới có tư cách thống trị cả vũ trụ. Nhưng một cái tát này đã đánh tất cả công sức của đế đại nhân thành bọt nước. Thật sự rất tốt. Đế đại nhân ngẩng đầu nhìn vũ trụ vô tận, dường như đã khôi phục lại như cũ. Đế đại nhân thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Đại Ma Vương, ta vẫn luôn chờ ngày chúng ta tái chiến, vẫn luôn mong chờ cái kết hoàn mỹ nhất. Nhưng ta lại quên mất một điều là chỉ mong chờ thì không thể đủ. Ta đã quá tự tin vào bản thân, tự cho rằng chỉ cần nỗ lực hết mình là đủ, nhưng lại bỏ qua một sự thật. Thế giới này không phải vì ta mà tồn tại, ta đã tự mình phong ấn bản thân vào bên trong thế giới mà ta hằng mong đợi và chẳng có cách nào để ta có thể thoát ra khỏi. Chương 2072, không thể tiếp tục nữa. Cảm ơn ngươi vì đã cho ta tiến thêm bước này, đây chính là sức mạnh Đại Ma Vương mà ta muốn thấy, là trận chiến mà ta mong chờ bấy lâu nay. Đế đại nhân trầm mặc,
nhìn Đại Ma Vương rồi tiếp tục nói, trước đây là ta khiêu chiến với ngươi, bây giờ cũng là ta khiêu chiến với ngươi, Đại Ma Vương, chúng ta bắt đầu lại đi. Đế Đại Nhân nhỏ giọng nói, nàng không còn vẻ kiêu ngạo nữa, không còn là một vị thần điều khiển mọi thứ, cũng không phải là một vị vua kiểm soát mọi quyền lực trên thế giới. Đế Đại Nhân nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, giống như một nữ tu thành kính đang cầu nguyện với Thượng Đế, cũng giống như một tế sư đang thỉnh cầu với thiên thương ban phước lành. Ta hy vọng thế giới này sẽ không còn tiên đế. Ta hy vọng trên đời này sẽ không còn vị vua của chiều không gian đó. Ta sẽ dùng tất cả để đánh với ngươi một trận. Ta hy vọng đây chính là trận chiến cuối cùng trong đời ta. Như mong muốn của Đế Đại Nhân, tiên quang trên người nàng dần biến mất, lộ ra hình dáng của một nữ nhân bình thường. Hình dáng này của nàng giống như một tiên nữ, nhưng không có khí tức siêu nhiên. Bây giờ nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường như bao người trong thiên hạ. Trên người của nàng, hình như có một loại xiềng xích nào đó vừa bị phá vỡ, làm cho hình dáng của nàng càng trở nên chân thực. Nhìn thấy bộ dạng bình thường này của nàng, không còn khí chất của tiên linh vương gia, không còn là Đế Đại Nhân, ánh mắt Đại Ma Vương có chút kinh ngạc. Rầm, thiên mệnh đài dưới chân Đế Đại Nhân bị vỡ vụn, từng tảng đá lớn rơi xuống dưới vực sâu vô tận. Hai người bị treo lơ lửng giữa không trung, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ thế giới. Rầm. Chu Văn cảm thấy cơ thể bị một sức mạnh vô hình đánh bay ra ngoài, không biết hắn đã bay bao xa, hắn đâm vào một tinh cầu trực tiếp bị vỡ vụn. Mạnh như Chu Văn, nhưng cũng không thể chống lại nguồn sức mạnh kinh khủng này, vậy thì những chủng tộc khác làm sao có thể chống đỡ? Vô số di thú bị nguồn sức mạnh kinh khủng này ném ra ngoài, xuyên thủng kết giới không gian, bị ném vào trong vũ trụ địa cầu. Dị thú ở trong không gian thì không sao, nhưng Chu Văn ở quá gần chiến trường, vì vậy hắn bị thương rất nặng, nguồn năng lượng đáng sợ này đã trực tiếp đánh thẳng vào hắn. Cơ thể của Chu Văn bị đập vào một tinh cầu nữa, cuối cùng cũng ngừng lại, hắn nhanh chóng đứng dậy, lại được chứng kiến một cảnh tượng ngàn năm có một. Bầu trời bị chia thành hai nửa, một nửa là bầu trời đầy sao, một nửa là không gian vô tận. Những ngôi sao đang nổ tung, những không gian dị thứ đang chìm trong tận thế, tất cả đều đang sụp đổ. Chỉ có hai vòng ánh sáng giống như mặt trời và mặt trăng đang tỏa ra nguồn dao động cực đại, không có từ nào có thể diễn tả hết được sự khủng khiếp của những dao động này. Dưới sự va chạm sức mạnh của Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân, vũ trụ địa cầu thật sự bị tách ra khỏi chiều không gian, sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể chia cắt cả hai thế giới. Không, sức mạnh kia đã mạnh đến mức có thể hủy diệt mọi thứ, rõ ràng hai thế giới đã bị ngăn cách. Nhưng trong vũ trụ địa cầu, vẫn chịu ảnh hưởng của nguồn sức mạnh kinh khủng này, từng ngôi sao nổ tung trên bầu trời. Thậm chí ngay cả các thiên hà cũng bị phá hủy trong nháy mắt, Điềm Điềm đã cố gắng hết sức để bảo vệ địa cầu, nhưng những hành tinh trong hệ Thái Dương lại lần lượt nổ tung. Sao Minh Vương, sao Hải Vương, sao Thiên Vương, mỗi ngôi sao đều phát ra cực quang, mà đây chỉ là một trong vô số những ngôi sao đang nổ tung. Toàn bộ hệ Ngân Hà đều là những ngôi sao đang nổ tung. Những sinh vật đáng sợ đang cố thoát khỏi những ngôi sao này, chúng không ngừng lao ra. Chúng bị thả vào trong không gian vũ trụ này, dường như còn đáng sợ hơn những chiều không gian khác, khắp nơi đều là những sinh vật đáng sợ đã thức tỉnh trong vụ nổ. Tuy nhiên những sinh vật này lại không tấn công những sinh vật ở chiều không gian khác, bởi vì chúng đang không ngừng run rẩy. Dưới nguồn sức mạnh khủng khiếp này, vũ trụ đang sắp sụp đổ, như đang quay lại thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Đại Ma Vương, không thể tiếp tục nữa. Thế giới vốn dĩ đã không thể chịu được nguồn sức mạnh kinh khủng này. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2073, Huấn luyện lính mới. Chu Văn truyền ý niệm của mình vào trong không gian bị tước đoạt, nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi nào. Hắn muốn xông vào dị thứ nguyên, nhưng lại bị dội ngược trở lại, hoàn toàn không có cách nào xông vào trong đó. Sức mạnh của Điềm Điềm đã bắt đầu cạn kiệt, Chu Văn không thể không gọi Nhân Hoàng Cửu Thiên trở về địa cầu, dùng sức mạnh tối cao để bảo vệ hệ Thái Dương. Sức mạnh của Nhân Hoàng Cửu Thiên cũng chỉ đạt đến trình độ này, nhưng nguồn sức mạnh kinh khủng kia đã đạt gần đến cấp 3, Nhân Hoàng Cửu Thiên không thể không dốc hết sức chiến đấu. Vũ trụ cấp rốt cuộc là loại sức mạnh gì? Chu Văn nhìn vòng ánh sáng đen mờ ảo đan xen vào vòng ánh sáng trắng giống như nhật thực, chúng không ngừng bổ sung năng lượng cho nhau, tỏa ra nguồn sức mạnh vô cùng lớn.
Vào giờ khắc này, cả vũ trụ đều đang chống chịu nguồn sức mạnh của hai vòng ánh sáng kia. Vô số sinh vật kinh hãi nhìn hai vòng ánh sáng chói lóa. Mặt trời và các vì sao tối sầm lại, hai kỳ quan của vũ trụ cùng xuất hiện trong một ngày mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện bao giờ. Từ trước đến nay Chu Văn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy vũ trụ cấp, cũng chưa từng nghe nói qua. Cấp độ tận thế đã là cực hạn, thế nhưng vũ trụ cấp còn vượt xa khỏi giới hạn chịu đựng của thế giới. Nguồn sức mạnh này vốn dĩ không nên xuất hiện trong vũ trụ này, với sức mạnh như vậy thì có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ vũ trụ. Nhân hoàng Cửu Thiên và Điềm Điềm rất vất vả mới có thể chống đỡ đến thời điểm này. Chu Văn biết bọn hắn không thể chống đỡ quá lâu, nếu trận chiến này không sớm kết thúc, thì e rằng toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Đây chính là sức mạnh siêu việt của vũ trụ sao? Chu Văn không thể liên lạc với Đại Ma Vương, hắn đã từ bỏ suy nghĩ thuyết phục Đại Ma Vương dừng lại, hắn lấy điện thoại ra. Hắn nhanh chóng ấn vào một biểu tượng đặc biệt trên điện thoại, đó là bản sao duy nhất của trò chơi này. Ý niệm thâm nhập vào bên trong trò chơi, Chu Văn nhanh chóng xuất hiện ở Kiến Thành. Phía trên bầu trời Kiến Thành, thủ hộ giả của Kiến Thành đang bình tĩnh quan sát hắn. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Thủ hộ giả của Kiến Thành nói chuyện, giọng điệu lạnh lùng vô tình, giống như tiếng thiết bị điện tử. Chuẩn bị kỹ để làm gì? Chu Văn ngạc nhiên nhìn thủ hộ giả của Kiến Thành. Tọa độ Z14, sức mạnh tinh thần là 0.99, chưa vượt qua huấn luyện khởi động. Phát hiện vật thể 214 mang năng lượng dị thường. Kiểm tra bên trong, phát hiện không gian Z14 sắp rơi vào hủy diệt. Ước tính trong 4 giờ nữa, không gian vũ trụ Z14 sẽ bị hủy diệt. Báo động khẩn cấp, mở ra chương trình huấn luyện. Hoàn thành 4 màn huấn luyện sẽ đạt được sức mạnh vũ trụ to lớn. Thủ hộ giả của Kiến Thành sau khi nói xong thì bất ngờ di chuyển, xuất hiện như một bóng ma trước mặt Chu Văn, dùng lòng bàn tay đập mạnh vào đầu hắn. Chu Văn như bị tan biến, hắn dễ dàng xuyên qua nhiều lớp không gian, gần như đang trong trạng thái dịch chuyển. Mọi nơi bên trong Kiến Thành đều là ảo ảnh mà hắn để lại. Tuy nhiên lòng bàn tay của thủ hộ giả của Kiến Thành vẫn tiếp tục đập xuống đầu hắn. Chu Văn chắp hai tay lại như đang đón tiếp Phật Đà, sức mạnh cũng theo đó mà gia tăng nhanh chóng. Rầm. Chu Văn nhìn thấy cả thế giới bị thủ hộ giả của Kiến Thành dùng một tay đập nát, mắt Chu Văn bắt đầu trở nên tối sầm lại, hắn thoát khỏi trò chơi. Trên màn hình điện thoại di động lại xuất hiện dòng chữ huấn luyện tân thủ thất bại, Chu Văn lại tiến vào trò chơi, thủ hộ giả của Kiến Thành vẫn còn ở đó. Hắn mặc bộ chiến giáp tiến vào trò chơi, cảm giác rất chân thực, nhưng vì tiến vào quá nhanh nên hắn cũng không cảm nhận được gì nhiều. Chu Văn biết rất rõ, sức mạnh và tốc độ của thủ hộ giả của Kiến Thành đều vượt xa hẳn. Nó là một loại sức mạnh ở vũ trụ cấp mà hắn chưa bao giờ đạt được, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ của nàng thì có thể lập tức giết chết hắn. Thế nhưng cái chết không làm cho Chu Văn nản lòng, mà ngược lại hắn vô cùng mừng rỡ. Thứ hắn muốn chính là sức mạnh vũ trụ cấp, chỉ khi có thể đạt đến vũ trụ cấp, mới có thể tham gia trận chiến giữa Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân, mới có thể ngăn cản bọn hắn phá hủy toàn bộ vũ trụ. Chương 2074, lựa chọn duy nhất. Huấn luyện tân thủ trong điện thoại vốn dĩ cũng không chuẩn bị cho hắn, hắn cũng chưa đạt đến trình độ để mở ra huấn luyện tân thủ. Bây giờ chỉ còn cách cưỡng ép mở huấn luyện tân thủ mới có thể đột phá sức mạnh của bản thân. Lần này thủ hộ giả của Kiến Thành lại dùng tay đập một cái, Chu Văn biết hắn không thể tránh khỏi, thậm chí cũng không thể dịch chuyển, dù tốc độ của hắn có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Liều mạng quyết đấu, thật sự không có khả năng. Thủ hộ giả của Kiến Thành có thể hủy diệt cả vũ trụ, ngay cả sức mạnh tận thế cũng không thể so với nguồn sức mạnh này. Không thể tránh cũng không thể liều mạng, vậy thì chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Chu Văn dùng tay đỡ lấy đòn đánh của thủ hộ giả của Kiến Thành, hắn muốn hấp thụ lấy nguồn sức mạnh của thủ hộ giả của Kiến Thành để gia tăng sức mạnh của bản thân. Thế nhưng khi hai tay chạm vào nhau, tay Chu Văn trực tiếp nát tan, cánh tay và thân thể cũng nổ tung, chưa kịp hấp thụ sức mạnh thì đã chết. Huấn luyện tân thủ thất bại. Lại một lần nữa đứng trước mặt thủ hộ giả của Kiến Thành, Chu Văn lựa chọn chủ động xuất chiêu, hắn dồn toàn sức mạnh tạo ra vô số kiếm quang trên bầu trời lao về phía thủ hộ giả của Kiến Thành. Bùng! Cả bầu trời kiếm quang trực tiếp bị phá hủy, nàng trực tiếp nắm lấy tay Chu Văn, trực tiếp giết chết. Huấn luyện tân thủ thất bại. Một lần lại một lần nữa thất bại, mỗi một lần huấn luyện, Chu Văn đều dùng những cách khác nhau để chiến đấu, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Thủ hộ giả của kiến thành chỉ dùng một tay là có thể phá vỡ chiêu thức của Chu Văn, đây chính là khác biệt về trình độ sức mạnh. Tận thế cấp vẫn còn thuộc về nguồn sức mạnh. Thần thoại theo phân tích, trong 3 cấp độ kinh hoàng thì thiên tai và tận thế vẫn còn thuộc cấp độ thần thoại, tuy nhiên vũ trụ cấp lại vượt ra khỏi phạm vi của cấp độ thần thoại. Chu Văn bị thất bại nhiều lần nhưng hắn vẫn không nản lòng, ngược lại sức mạnh và tốc độ của hắn càng ngày càng mạnh, càng nhanh. Chu Văn cũng cải thiện sức mạnh và tốc độ trong khi áp chế trận chiến. Thật đáng tiếc, cho dù sức mạnh của hắn có mạnh hơn, tốc độ của hắn có nhanh hơn, thì rốt cuộc vẫn không thể chống lại một đòn của thủ hộ giả của kiến thành. Không được, cho dù sức mạnh và tốc độ của ta có đột phá bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn vô dụng. Chỉ khi vượt qua quy luật của vũ trụ này mới có thể chặn được đòn đánh này của thủ hộ giả của kiến thành. Chu Văn biết được lý do mà hắn thất bại nhiều lần, dù vậy thì phải làm sao mới có thể vượt qua được quy luật của vũ trụ đây. Hắn sinh ra và lớn lên ở đây, ban bản thân hắn cũng là một phần của vũ trụ này, vậy thì làm sao hắn có thể vượt qua được vũ trụ này? Chu Văn nghĩ đến Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân, sức mạnh của bọn hắn đã vượt qua quy luật vũ trụ, chuyện đó không còn nghi ngờ gì nữa. Sức mạnh của Đại Ma Vương đã vượt qua quy luật của vũ trụ này, nhưng Chu Văn không biết làm thế nào mới có thể làm được điều đó. Thế nhưng trước đây Đế Đại Nhân đã từng thành công, nàng dùng sức mạnh của bản thân để phá vỡ mọi quy luật vũ trụ. Từ bỏ chính bản thân mình, cũng từ bỏ vũ trụ đã sinh ra mình, đồng thời cũng đạt được sức mạnh mà bản thân mong muốn. Nếu Chu Văn muốn bước đi trên con đường đó, hắn phải dùng chính sức mạnh của bản thân để chống lại sức mạnh của vũ trụ. Lúc sức mạnh của hắn vượt qua quy luật của vũ trụ thì cũng chính là lúc hắn đạt được vũ trụ cấp. Nhưng như vậy, sức mạnh của hắn sẽ giống như sức mạnh của Đế Đại Nhân, giống như sức mạnh của Đại Ma Vương. Một khi bùng nổ sức mạnh thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vũ trụ. Trận chiến giữa Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân đã làm cho vũ trụ gần như sụp đổ. Nếu như hắn cũng tham chiến thì vũ trụ sẽ nhanh chóng bị hủy diệt. Nếu như việc thăng vũ trụ cấp bị thất bại thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Đây cũng chính là con đường thủ hộ giả của kiến thành chỉ cho hắn. Trước khi vũ trụ bị hủy diệt, hắn phải đạt được vũ trụ cấp, từ đó mở ra cánh cửa vũ trụ cho vũ trụ chính. Như vậy Chu Văn mới có thể sống sót, nhưng các bằng hữu của hắn sẽ bị diệt vong. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2075, Đảo Ngược. Có lẽ Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân cũng có thể sống sót, nhưng những người khác đều sẽ chết. Không được, đó không phải là con đường của ta, từ trước đến giờ con đường mà ta chọn vẫn không thay đổi, thứ ta muốn không phải là sự hủy, diệt. Chu Văn vào lòng bàn tay của thủ hộ giả của kiến thành, sức mạnh của thế giới bùng nổ. Bùng, lại một lần nữa cơ thể của Chu Văn bị dập nát, hắn lại thất bại. Chu Văn không tiến vào trò chơi nữa, hắn đứng trên bầu trời đầy sao, hắn cảm nhận được vũ trụ này sắp bị hủy diệt. Sao trời nổ tung, vũ trụ đảo lộn, các sinh vật thuộc mọi chủng tộc chạy trốn trong sợ hãi, ngay cả những sinh vật trên bầu trời cũng hoảng loạn. Toàn bộ vũ trụ trong tầm mắt của Chu Văn, hắn thu hồi ánh mắt. Vũ trụ này thật sự quá lớn, có chút không thật, Chu Văn thu tầm mắt lại. Siêu tinh hệ, cụm tinh hệ, thiên hà, giải ngân hà, vành đai cổ đức, bản địa ngâm, bản tinh tế mây, áo nhĩ đặc biệt mây thái dương tinh hệ, địa cầu, khu vực phía đông, quy đức cổ thành. Tầm mắt không ngừng tập trung, cuối cùng dừng lại ở những khuôn mặt quen thuộc. Nha Nhi, Vương Lộc, Lý Huyền, Âu Dương Lam, Chu Lăng Phong, An Tĩnh, Trương Ngọc Trí, Phong Thu Nhà, Minh Tú, Tân Trăn các loại, từng gương mặt quen thuộc lướt qua trước mặt Chu Văn. Chu Văn đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn biết được vì sao bản thân lại luôn từ chối việc thăng cấp lên tận thế bằng con đường kinh Mỹ Tiên, tại sao hắn lại không chịu sử dụng sức mạnh thật sự của tận thế. Bởi vì đó chính là con đường đại diện cho sự hủy diệt và cũng là sự sống mới, nếu không vũ trụ cũ không bị phá hủy, thì sẽ không thể xuất hiện một vũ trụ mới, đồng nghĩa với việc vũ trụ cũ sẽ bị lụi tàn. Vũ trụ cấp đại diện cho sự sáng tạo, có nghĩa là tạo ra một vũ trụ mới, là một bản sao hoặc chính là hạt giống mới của vũ trụ ban đầu. Hạt giống này sẽ hấp thụ dinh dưỡng từ vũ trụ cũ, bám rễ rồi nảy mầm, phát triển đến mức có thể thay thế vũ trụ cũ, điều đó có nghĩa vũ trụ cũ sẽ bị chết. Tất nhiên, vũ trụ cũng có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ, một vũ trụ mạnh mẽ có thể sinh ra vũ trụ mới,
và có thể sẽ không bị biến mất. Nhưng hiện tại trong vũ trụ này đã có thêm hai vũ trụ mới do Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân tạo ra. Nếu như cứ tiếp tục thăng vũ trụ cấp theo cách này thì liệu vũ trụ còn có thể chịu được hay không? Có lẽ nó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Chu Văn không dám đánh cược cũng không muốn cược. Tại sao cứ phải phá hủy cái cũ để tạo ra cái mới? Vũ trụ này đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta, và có những người trên vũ trụ này cho ta sự sống, có người mà ta quý trọng. Cho dù nó không hoàn mỹ, cho dù nó như thế nào, dù cho nó đã hứng chịu biết bao vết thương, cho dù nó đứng trên bờ vực của sự diệt vong, thì với ta nó vẫn là vũ trụ hoàn hảo nhất, là vũ trụ mà ta mong muốn, cũng là lựa chọn duy nhất của ta. Từ lúc ta sinh ra trên đời này, chuyện này đã được định sẵn. Chu Văn ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định, sức mạnh của tân thế giới lan ra rồi hợp nhất với những mảnh vỡ của vũ trụ. Dưới sự bảo vệ của Nhân Hoàng Cửu Thiên và Điềm, mặc dù địa cầu tạm thời không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng, thế nhưng những vết thương trước đó vẫn làm cho địa cầu bị tàn phá nặng nề. Thành phố cổ Quy Đức nằm trên cùng của nhiều lớp thành cổ, mặc dù hầu hết con người bị biến thành động vật đã trở lại như lúc ban đầu nhờ sức mạnh của Nhân Hoàng Cửu Thiên, nhưng cảnh tượng trên bầu trời giống như ảo ảnh, làm cho bọn họ vô cùng kinh sợ. Ở không gian khác thì giống như ngày tận thế, đại địa băng liệt, sông núi đảo ngược, khắp nơi đều là phế tích, trong vũ trụ tràn ngập mảnh vỡ của các vì sao. Ai chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình, bọn họ giống như những con kiến, nếu không cẩn thận bước xuống, lập tức bị dẫm đạp cho đến chết. Vương Lộc đang nhắm mắt cầu nguyện, Nha Nhi nhìn lên bầu trời đầy sao trong vòng tay của Âu Dương Lam. Giữa lúc mọi người đang kinh sợ, đột nhiên cảm thấy trời đất rung chuyển, thành phố cổ trùng trùng điệp điệp đang chìm xuống, biến mất từng chút một. Sông núi nứt nẻ, những tòa nhà sụp đổ, bị đảo ngược, nhanh chóng khôi phục bộ dạng ban đầu. Những mảnh vỡ bay lên một cách kỳ lạ và trở lại vị trí vốn có của nó. Chương 2076, đủ chưa? Cái gương vỡ nát cũng phục hồi lại như cũ, người chết trong thảm họa Đại Hồng Thủy lần lượt sống lại. Những tòa nhà cao tầng đã sụp đổ xuất hiện trong thành phố, nhiều loại thực vật khác nhau được tái sinh và phục hồi, cây xanh bao phủ khắp nơi. Nước rút khỏi đất liền, núi cũng trở về đúng vị trí của nó. Bị ảnh hưởng bởi nguồn sức mạnh đáng sợ này, tinh cầu vốn dĩ đã bị lệch khỏi quỹ đạo của nó đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Chứng kiến cảnh tượng khó tin, mọi người vừa vui mừng vừa sợ hãi. Họ nghĩ rằng thần linh đã xuất hiện, ngăn chặn thảm họa kinh khủng này. Trên bầu trời đầy sao, sinh vật gầm lên phấn khích khi nhìn thấy vũ trụ đang hồi phục lại như ban đầu. Nhưng những sinh vật đến từ các chiều không gian khác thì đang buồn bã, lo sợ. Vũ trụ địa cầu khôi phục, nhưng các không gian khác vẫn đang ở trên bờ vực của sự diệt vong, hai vòng ánh sáng, một đen một trắng đang phá hủy mọi thứ. Trước đây bọn chúng luôn khát khao được lao vào vũ trụ địa cầu, nhưng bây giờ thứ bọn chúng muốn chính là được trở về quê hương, nhưng thật đáng tiếc, nhà của chúng đã bị phá hủy gần hết. Sinh vật của hai thế giới đang nhìn cảnh tượng không gian hư ảo này, đột nhiên nhìn thấy một người phi thăng lên trời, đột phá thiên tế, từng bước bay về phía chỗ không gian đang bị nứt nẻ. Người đàn ông đi đến vách ngăn giữa vũ trụ địa cầu và chiều không gian, hắn dùng hai tay kéo một phát, đã tách rời vũ trụ địa cầu ra khỏi chiều không gian đó, giống như một tấm màn sân khấu bị hắn kéo mở ra. Hắn đi vào bên trong không gian, những nơi mà hắn đi qua đều được phục hồi như cũ, mọi thứ đều được hồi sinh. Cũng giống như tận thế, trước mặt hắn là phế tích hoang tàn, thế nhưng sau lưng hắn lại thế giới tràn đầy sức sống. Hắn đi qua nơi nào, thì nơi đó đều trở về vị trí vốn có của nó, núi sông được thiết lập lại, mọi thứ được tái sinh. Thần linh cuối cùng cũng xuất hiện, các chủng tộc khác nhau hò reo trong phấn khích. Nhân Hoàng đã trở về. Sau khi loài người nhìn rõ được hình dáng của hắn, tất cả đều vui mừng vì Nhân Hoàng của bọn họ đã trở lại. Thiếu gia Chu Văn đã thật sự trở thành thần rồi sao? An Sinh vừa vui mừng vừa lo sợ, hắn rơi lệ. Cuối cùng, ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. An Thiên Tá hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không hổ là người đàn ông của Nguyệt Độc. Nguyệt Độc nhìn thấy bóng dáng này, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân đang chiến đấu quyết liệt, đột nhiên cảm giác có điều gì đó không ổn. Bọn hắn cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang yếu đi, không phải sức mạnh của bọn hắn yếu đi, mà thế giới này đã có chuyện gì đó xảy ra. Lúc trước chỉ cần một ánh mắt của bọn hắn cũng đã đủ xé rách cả không gian,
nhưng bây giờ lại không có chút tác dụng nào. Một ngọn cây, một bông hoa đều chỉ là những thần vật bình thường, vậy mà sức mạnh của bọn hắn lại không thể tổn thương đến chúng. Thế giới này, đã xảy ra chuyện gì? Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân ngừng trận chiến, nhìn vào thế giới xa lạ trước mắt. Bọn hắn không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Chu Văn đang đi tới, mỗi một bước đều làm chi thế giới trải qua những thay đổi kỳ lạ. Những thứ đã bị bọn hắn phá hủy đều khôi phục lại sau lưng Chu Văn. Hai người nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, Chu Văn vậy mà cũng bước thêm một bước, trở thành vũ trụ cấp. Thế nhưng có một điều bọn hắn không thể hiểu nổi, muốn đạt đến vũ trụ cấp thì phải đột phá vũ trụ, nhưng dường như Chu Văn lại hòa nhập với vũ trụ, hắn cũng không bị quy tắc của vũ trụ từ chối. Các ngươi làm loạn đủ chưa? Chu Văn đi đến trước mặt bọn hắn, bình tĩnh nói. Chu Văn dừng lại, thế nhưng sức mạnh vẫn không ngừng bộc phát, thoát ra khỏi cơ thể của Chu Văn, bao trùm toàn bộ không gian, những đống phế tích lần lượt được khôi phục. Thiên mệnh đài và thang trời cũng được phục hồi, Đế Đại Nhân và Đại Ma Vương đều đang đứng trên thiên mệnh đài. Từng khối ma phương tỏa ánh hào quang, chiếu sáng bầu trời và cả thế giới, mang hình ảnh của bọn hắn đến khắp nơi, ngay cả những vùng xa xôi hẻo lánh. Tất cả sinh vật trên thế giới đều chú ý đến ba hình ảnh này, cho dù là con người hay là sinh vật của các không gian khác, đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Chu Văn có thể đánh bại hai nữ nhân đáng sợ kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2077, Và Miệng. Đại Ma Vương, ngươi tự mình kỷ luật người của ngươi, hay để ta dạy dỗ giúp ngươi? Đế Đại Nhân nói với Đại Ma Vương, cũng không để Chu Văn vào mắt. Mặc dù hắn đã đạt đến vũ trụ cấp, nhưng hắn không đột phá cảnh giới thì cũng chỉ là vũ trụ cấp cơ bản, cũng giống như lúc nàng vừa đạt vũ trụ cấp, ngay cả một bàn tay của Đại Ma Vương cũng không thể đỡ nổi. Ai nhìn cũng biết, Chu Văn chỉ đang hòa hợp với vũ trụ, hắn vẫn chưa đột phá. Đây là trận chiến của chúng ta, không liên quan gì đến ngươi, Đại Ma Vương nói với Chu Văn. Chu Văn nhìn hai người trước mặt, một người là tiên, một người là ma, hắn nghe được lời này thay vì tức giận thì hắn lại nở nụ cười. Hắn đi vào giữa Đế Đại Nhân và Đại Ma Vương, bình tĩnh nói, dừng ở đây đi, đừng náo loạn nữa. Nếu ngươi đã không thể dạy dỗ được, vậy thì để ta thay ngươi. Đế Đại Nhân nói với Đại Ma Vương, nàng nhìn thoáng qua Chu Văn, lạnh lùng nói, lại đây. Nghe thấy lời này của nàng, dường như cả đất trời đều phải cúi đầu. Bởi vì lời này, Chu Văn đi đến trước mặt nàng, vả miệng. Đế Đại Nhân muốn Chu Văn tự vả mặt của mình, đây cũng chính là vả vào mặt Đại Ma Vương. Chu Văn duỗi bàn tay ra, nhưng không tự tát vào mặt mình, hắn vươn tay nắm lấy tay của Đế Đại Nhân. Ánh mắt của Đế Đại Nhân tràn đầy kinh ngạc, thân thể của nàng bị Chu Văn nắm lấy, trực tiếp ném lên thiên mệnh đài. Vả miệng đúng không? Chu Văn lập tức giơ tay ra, trực tiếp đánh vào mặt của Đế Đại Nhân, cả người nàng gục trên thiên mệnh đài, nàng co người lại, nét mặt vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt ngây dại. Sau khi Đế Đại Nhân nhận thức được thì cơ thể nàng run lên vì tức giận. Nàng bị Đại Ma Vương tát vào mặt thì không sao, dù gì đó cũng là Đại Ma Vương, đã từng là chủ của dị thứ nguyên, không ai sánh bằng. Bị Đại Ma Vương tát vào mặt, Đế Đại Nhân không cảm thấy xấu hổ, nhưng nên tiêu tử Chu Văn này lại dám tát nàng ngay trước mặt tất cả sinh vật của hai thế giới. Chuyện này làm cho Đế Đại Nhân vô cùng nhục nhã, thà giết chết nàng còn hơn là sỉ nhục nàng như vậy. Không chỉ Đế Đại Nhân, mà toàn bộ tiên tộc chứng kiến cảnh này đều cúi đầu, tiên tộc là vĩ đại nhất, vậy mà lại bị người khác tát vào mặt, bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngóc đầu lên được. Vẻ mặt các chủng tộc khác cũng trở nên kỳ quái, rõ ràng đây là trận chiến liên quan đến sự tồn tại của cả vũ trụ. Nhưng không biết vì lý do gì mà bây giờ bọn hắn lại cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng. Ý chí của Đế Đại Nhân quay trở lại, nàng muốn đứng lên. Nhưng nàng cảm thấy cơ thể mình như bị một luồng sức mạnh nào đó trấn áp, dù có dãy dụa đến cỡ nào thì cũng không thể đứng lên được, nàng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Chu Văn. Đế Đại Nhân ngạc nhiên không phải là không có lý do, nàng không thể hiểu được, cũng là vũ trụ cấp, nhưng tại sao trình độ của Chu Văn lại mạnh đến như vậy? Bốp! Chu Văn vỗ vào mông Đế Đại Nhân, bây giờ ngươi đã biết ai mới là người có tiếng nói ở đây rồi phải không? Bây giờ, vũ trụ do ta bảo vệ, nếu ngươi còn dám náo, loạn, không chỉ đánh đòn là xong đâu.
Chu Văn nói xong, trực tiếp nắm lấy Đế Đại Nhân, sau đó dùng một cánh tay đè nàng xuống, mặc kệ Đế Đại Nhân có dãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Cũng là vũ trụ cấp, nhưng Đế Đại Nhân thì hấp thụ một phần sức mạnh của vũ trụ rồi tạo ra sức mạnh vũ trụ của riêng mình. Tuy nhiên, Chu Văn lại được trời ban cho sức mạnh của toàn bộ vũ trụ, sức mạnh vũ trụ của Đế Đại Nhân và sức mạnh vũ trụ của Chu Văn. Nếu so sánh thì chỉ giống như cha con, nếu Đế Đại Nhân có thể tiến thêm một bước, gia tăng sức mạnh vũ trụ của bản thân, thì mới có thể ngang hàng với sức mạnh của Chu Văn, nếu không thì trong vũ trụ này, không có bất kỳ sinh vật nào có thể chống lại Chu Văn. Đế Đại Nhân muốn trở thành vua vũ trụ, nhưng bây giờ Chu Văn mới chính là người quyết định nàng có thể thành trở thành vua được hay không, nàng sao có thể chống lại Chu Văn. Chu Văn nhìn về phía Đại Ma Vương, vẻ mặt Đại Ma Vương lập tức thay đổi, hắn quay người định bỏ trốn, hắn không muốn bị đánh như Đế Đại Nhân. Chương 2078, Thủ Hộ Sủng. Thời gian và không gian xung quanh Đại Ma Vương đang không ngừng biến đổi, nhưng lại bị bàn tay của Chu Văn chặn lại. Chu Văn dùng tay tóm lấy Đại Ma Vương, mỗi tay một người, bắt lấy Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân, bọn hắn lập tức biến mất. Khối ma phương ở khắp nơi trên vũ trụ đồng loạt tối sầm lại, không còn hình ảnh nào xuất hiện nữa. Đã có chuyện gì xảy ra? Các sinh vật trong vũ trụ nhìn nhau, bọn chúng không biết chuyện gì đã xảy ra. Một thảm họa gần như sắp phá hủy toàn bộ vũ trụ, vậy mà đã kết thúc rồi sao? Chuyện này là thế nào? An Sinh sửng sốt nói. Con gái của hắn sinh ra đã tận thế làm cho hắn vô cùng tự hào, nhưng bây giờ Chu Văn lại dễ dàng đánh bại của hai nữ nhân mạnh nhất vũ trụ, hắn không phải là con người. Chu Văn không muốn giết Đế Đại Nhân, bởi vì Đế Đại Nhân là người ra tay, mà hắn cũng vậy. Trong vũ trụ này, Chu Văn vốn đã là một tồn tại bất khả chiến bại, nhưng khi ra ngoài sẽ khác. Nếu không có sự bảo vệ của nguồn sức mạnh vũ trụ này, Chu Văn cũng giống như Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân, cũng chỉ là vũ trụ cấp mà thôi. Có thêm một người đồng hành, cho dù phải chết, có thêm một người cùng chịu trận không phải càng tốt hơn sao? Về phần Đại Ma Vương, nàng chính là Ma Anh, nhiều năm gắn bó như vậy, Chu Văn không thể ra tay giết nàng. Sau khi đi ra ngoài, Đại Ma Vương sẽ là một trợ thủ đắc lực của Chu Văn. Chu Văn trở về Quy Đức Cổ Thành cùng với Đế Đại Nhân và Đại Ma Vương. Sau khi thả bọn họ xuống, Đại Ma Vương đứng bất động tại chỗ. Mắt Đế Đại Nhân lóe sáng lên, dường như sức mạnh còn lại trong người Đế Đại Nhân không ngừng tấn công Chu Văn. Chu Văn biết đây chính là sức mạnh ý chí còn lại trong cơ thể sau khi Đế Đại Nhân thua cuộc. Chỉ là sức mạnh này không thể làm Chu Văn bị thương. Hắn vừa nghĩ như vậy, sức mạnh của hắn đột nhiên dội ngược lại về phía Đế Đại Nhân, cơ thể nàng lập tức biến thành một đóa tiểu hoa. Sống lương thiện không tốt sao? Chu Văn nhìn tiểu hoa trên mặt đất, hắn vung tay, tiểu hoa lập tức biến mất, sau đó hắn vẫy tay về phía Đại Ma Vương, Đại Ma Vương ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn. Tuy nhiên khi Chu Văn quan sát thuộc tính của nàng, thì thuộc tính của Đại Ma Vương chỉ hiện lên dấu chấm hỏi, không thể nhìn thấy thuộc tính của nàng. Hắn lấy điện thoại di động ra, Chu Văn lại vào kiến thành. Sau khi đi vào kiến thành, sức mạnh vũ trụ của Chu Văn lập tức biến mất, tuy nhiên hắn đã đạt đến vũ trụ cấp, cho dù không có sức mạnh của toàn bộ vũ trụ, nhưng vẫn là vũ trụ cấp. Nhìn vào điện thoại di động, hắn phát hiện thuộc tính của hắn giống như của Đại Ma Vương, đều là dấu chấm hỏi, điện thoại di động không hiện thuộc tính. Phát hiện có nguồn sức mạnh lạ, sức mạnh tinh thần là một. Mở ra huấn luyện tân thủ, thủ hộ giả của kiến thành lại xuất hiện trước mặt Chu Văn. Lần trước, khi nàng đánh một chưởng, Chu Văn không thể đỡ nổi, bây giờ lại Chu Văn lại dễ dàng đỡ được. Lúc bàn tay hai người chạm vào nhau, Chu Văn và thủ hộ giả của kiến thành đều bị đẩy ra sau một bước, quả thật ngang tài ngang sức. Sau khi cân bằng về trình độ sức mạnh, thủ hộ giả của kiến thành trong suy nghĩ của Chu Văn vốn rất mạnh mẽ, hắn không thể đánh lại nổi nàng, nhưng bây giờ hắn không còn bị trấn áp như trước nữa. Tuy trình độ sức mạnh tương đương nhau, nhưng kỹ năng chiến đấu của Chu Văn lại vượt trội hơn thủ hộ giả của kiến thành. Cho dù thủ hộ giả của kiến thành có công kích mạnh mẽ đến cỡ nào, thì cũng đều bị một tay Chu Văn chặn lại. Bùm! Chu Văn đánh bay thủ hộ giả của kiến thành bằng một cú đấm, cơ thể thủ hộ giả của kiến thành bị đập vào tường, lập tức tan mất, một quả trứng phối sủng rơi xuống. Đã giết được thủ hộ giả của kiến thành, tìm được trứng phối sủng, huấn luyện tân thủ hoàn thành, mở khóa hệ thống vũ trụ. Đang mở khóa, năng lượng vũ trụ không đủ, không thể mở khóa. Mời bạn trở lại vũ trụ chính để mở khóa hệ thống.
hãy sử dụng vũ trụ tệ để mở khóa cánh cổng vũ trụ chính. Phòng thăng cấp trò chơi vang lên, Chu Văn không biết vũ trụ tệ là cái gì, đột nhiên hắn nghĩ đến một thứ, lấy ra hai vòng tròn mà hắn đã thu thập được. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2079, bữa tối cuối cùng. Phát hiện vũ trụ tệ, có muốn sử dụng để mở cánh cổng vũ trụ chính hay không? Điện thoại di động xuất hiện một dòng nhắc nhở. Chu Văn do dự một chút, hắn cầm một trứng phối sủng lên, đó là quả trứng do thủ hộ giả của Kiến Thành biến thành. Quả trứng lập tức hóa thành ánh sáng hòa vào trong cơ thể của Chu Văn. Thủ hộ giả của Kiến Thành, tân thủ duy nhất thủ hộ, 277. Điện thoại di động đột ngột tắt, vũ trụ đóng lại. Cánh cổng mở ra ngay trước mắt, chuyến đi này, không biết hắn còn có thể trở về được hay không. Trước khi đi, hắn muốn nói lời tạm biệt với mọi người. Thật sự muốn ra ngoài sao? Ngươi vẫn còn lựa chọn. Chu Lăng Phong vừa uống trà vừa nói, con muốn ra ngoài khám phá thế gian. Chu Văn nói với Chu Lăng Phong, cho dù ta để con đi, nhưng nếu con không thể chịu đựng nổi thì phải làm sao đây? Chu Lăng Phong đặt chén trà xuống, hỏi Chu Văn, con có thể sẽ hối hận vì đi, nhưng nếu con không đi thì chắc chắn con sẽ hối hận. Chu Văn cười nói cũng đúng, thà vui vẻ chết đi còn hơn sống tiếc nuối cả đời. Chu Lăng Phong cười nói, xem ra ta phải cố gắng nhiều hơn rồi, quý danh nếu phế đi thì chỉ có thể luyện thêm. Chu Văn không nói nên lời, hắn không bao giờ có thể đoán được suy nghĩ của Chu Lăng Phong. Ngươi tự mình nói với Âu Dương Lam đi, nếu cần, ngươi hãy nói sự thật cho nàng biết. Chu Lăng Phong đột nhiên nghiêm nghị nói. Chu Văn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không thể, để An Tĩnh nói với nàng là được rồi. Nếu con nói thì thật sự rất khó xử, con chỉ làm cho nàng buồn vô cớ mà thôi. Vậy thì đi ăn cơm với nàng một lần. Chu Lăng Phong thở dài. Được. Chu Văn gật đầu. Bên kia bầu trời, ngươi cũng đi gặp mặt đi. Chu Lăng Phong nói thêm. Con không gặp đâu. Chu Văn lắc đầu nói. Dù sao cũng là anh em, có ân oán gì mà không thể giải quyết được. Chu Lăng Phong cười khổ. Con và hắn không có thù oán gì cả, cũng không thân thiết, hắn cũng vậy, như thế là tốt rồi. Chu Văn cười nói. Đứa nhỏ này, thôi được rồi, tùy ngươi vậy. Chu Lăng Phong bất lực lắc đầu. Buổi tối, Chu Văn, Âu Dương Lam và Chu Lăng Phong cùng nhau ăn cơm, Nha Nhi và An Tĩnh cũng đến. Nha Nhi vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Chu Văn, An Tĩnh chỉ cúi đầu ăn cơm, cũng không nói câu nào. Lại đây, anh hùng của cả thế giới, đến đây uống với ta một chén. Âu Dương Lam vô cùng vui mừng, rót rượu cho Chu Văn cũng không từ chối. Âu Dương Lam uống được mấy chén đã say, nhảy múa bên cạnh Chu Văn. Vị Hoàng Thái Hậu này so với nam nhân thì phóng khoáng hơn, nhưng lại không giỏi uống rượu. Chu Văn, Lam tỷ tốt với ngươi như vậy, ngươi thấy thế nào? Khuôn mặt Âu Dương Lam trở nên đỏ ửng, kề sát vai hắn mà nói. Rất tốt. Chu Văn gật đầu nói. Ngươi là con trai Lăng Phong, cũng chính là con của ta. Đã lâu như vậy, sao ngươi còn chưa gọi ta một tiếng mẹ, ta còn chỗ nào không xứng đáng sao? Âu Dương Lam có chút hờn dỗi. Chu Văn sửng sốt một hồi, nhất thời chưa kịp phản ứng, cũng không biết phải trả lời nàng như thế nào. Ta không có đủ tư cách để ngươi gọi một tiếng mẹ sao? Âu Dương Lam tức giận nói. Ngươi đương nhiên đủ tư cách, ngươi chính là mẹ ta. Chu Văn nói. Không được, ngươi phải nghiêm túc gọi ta là mẹ. Âu Dương Lam không vui, nói, mẹ. Chu Văn nhìn về phía Âu Dương Lam gọi một tiếng, nhưng tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp. Con ngoan. Bây giờ mẹ có thể tự tin nói với mọi người là con của mẹ chính là anh hùng cứu cả thế giới. Âu Dương Lam lảo đảo, tay cầm ly rượu. Nào, con trai ngoan của ta, chúng ta cạn một chén. Dứt lời, Âu Dương Lam uống cạn chén rượu. Được rồi, đừng uống nữa. Chu Lăng Phong ở bên cạnh khuyên nhủ. Hôm nay ta rất vui, tại sao lại không được uống? Hôm nay không say không về, đúng không con trai? Âu Dương Lam lại mở thêm một chai rượu. Rót thêm rượu vào chén. Âu Dương Lam trực tiếp uống cạn, nàng say đến nỗi ngủ thiếp đi. Chu Lăng Phong ôm nàng trở về phòng. Lúc này Chu Văn mới đứng dậy rời đi. Bây giờ ngươi đi luôn sao? Chương 2080, có đáng không? An Tĩnh đột nhiên hỏi Chu Văn.
Chu Văn gật đầu. Ngươi còn quay về không? An Tĩnh nói cây này làm cho Chu Văn hiểu được đây là vấn đề đầu tiên mà hắn không thể trả lời rõ ràng được. Sao ngươi biết ta sẽ đi? Chu Văn xoay người lại, hỏi An Tĩnh. Đế đại nhân nói cho ta biết, nàng sẽ đi ngao du, ngươi cũng vậy, cũng có chung suy nghĩ như vậy. An Tĩnh nói, đúng vậy, ta phải đi, không biết có thể trở về hay không. Chu Văn thở dài nói, ngay cả An Tĩnh cũng biết, thì Âu Dương Lam sao có thể không đoán ra được, nhôm nay nàng uống nhiều như vậy, nhưng lại không nói gì, thật khó xử cho nàng. Sẽ còn gặp lại. An Tĩnh nói xong thì lập tức quay người rời đi, làm cho Chu Văn có chút bất ngờ. Hôm nay An Tĩnh dường như trầm mặc hơn, không giống như lúc trước nữa. Chu Văn đi ra cửa, trên đường đi đến Quy Đức Cổ Thành, mặc dù trời đã gần sáng, nhưng đường phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Đi được một đoạn, hắn nhìn thấy một người ngồi bên đường, đó chính là Tỉnh Đạo Tiên. Ngươi đến đây làm gì? Chu Văn đã biết hắn đang ở đây, vì vậy hắn mới đi bộ đến, hắn muốn đi đến đâu, chỉ cần suy nghĩ là lập tức đến. Vương Minh Uyên để lại bí thuật nguyên khí, có thể cho ta mượn được không? Tỉnh Đạo Tiên hỏi. Không được. Chu Văn dứt khoát trả lời. Vậy thì thật sự hết cách rồi, ngươi giết ta đi. Tỉnh Đạo Tiên đứng lên, đi đến trước mặt Chu Văn. Sao vậy, sống đủ rồi sao? Chu Văn nhìn vẻ mặt của Tỉnh Đạo Tiên, không giống như đang nói đùa, hắn thật sự muốn chết. Ngươi thành thần, con đường của ta cũng đã bị cắt đứt, không thể tiến thêm một bước, cho nên ta chỉ còn con đường chết. Tỉnh Đạo Tiên chỉ vào Chu Văn nói, ta biết ngươi có thể biến người chết thành phối sủng, giết ta đi, rồi biến ta thành phối sủng của ngươi, mang ta đi ngao du khắp thiên hạ. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Không phải ai khi chết đi cũng có thể biến thành phối sủng, cho dù ngươi có thành công, thì ngươi cũng sẽ bị mất hết ký ức, đó sẽ không còn là ngươi nữa, ngươi thật sự muốn ta làm như vậy sao? Chu Văn nghiêm túc nói với Tỉnh Đạo Tiên, Vương Mã Vương có thể tìm lại được chính mình, là bởi vì nàng đã để lại ma linh, điều đó cũng giống như nàng đã để lại một phần ký ức của mình. Và khi nàng tìm được phần ký ức đó, cũng là lúc nàng tìm được chính mình. Vương Minh Uyên và Tỉnh Đạo Tiên không có đồ vật này, lúc bọn hắn biến thành phối sủng, không thể quay về như trước được, không quan trọng. Nếu như không thể tiến một bước, sống hay chết thì có khác gì nhau, cuộc sống này còn có gì mà ta không biết, với ta mà nói thì bây giờ sống cũng như chết. Tỉnh Đạo Tiên nói xong, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Chu Văn khẽ nhíu mày, hắn phát hiện sinh khí bên trong cơ thể của Tỉnh Đạo Tiên đã bị cắt đứt, hắn ta đã tự mình cắt đứt, xem ra thật sự muốn chết. Vậy thì phải xem vận khí của ngươi có tốt không rồi. Chu Văn lấy ra con dao nhân hoàng, đâm vào trái tim của Tỉnh Đạo Tiên. Cảm ơn ngươi. Tỉnh Đạo Tiên từ từ nhắm mắt lại. Trên đường có rất nhiều người qua lại, nhưng không có ai có thể nhìn thấy Tỉnh Đạo Tiên và Chu Văn, dường như bọn hắn không hề tồn tại. Nhìn thấy sinh khí của Tỉnh Đạo Tiên đã bị cắt đứt toàn bộ, Chu Văn đang tự hỏi lòng mình, cái chết có ảnh hưởng lên cơ thể của hắn được không? Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Quả nhiên có phản ứng, Chu Văn quan sát cơ thể của Tỉnh Đạo Tiên biến thành một đốm sáng, bị tử nhân thụ hút vào, kết thành một quả trên cây. Ngươi lại thắng cược rồi, có đáng không? Chu Văn than nhẹ một tiếng, cất điện thoại đi. Hắn nhớ tới hai quả trứng phối sủng mà Vương Minh Uyên để lại cho hắn, trực tiếp lấy ra ấp. Quả nhiên, giống như trước đây, một cái là hoa chuyển sinh luân âm, một cái là hoa chuyển sinh luân dương. Một màu xanh và một màu đỏ, những bông hoa nhỏ mọc trên đỉnh, những cái rễ nhỏ khẽ đung đưa, giống như hai con yêu tinh nhỏ, vây quanh Chu Văn, không ngừng nhảy múa. Chu Văn tập trung quan sát, cơ thể đột nhiên run lên, bên trong hai đóa hoa chuyển sinh có một hạt châu lấp lánh. Trong mỗi hạt châu là một em bé đang cuộn tròn, giống như em bé nằm ngủ ngoan trong bụng mẹ. Các bạn vừa nghe xong tập 208 của bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.